Vậy xin chào cả nhà nha. Hôm nay tính như anh Tài giao lưu bia ba băng nữa nha. Đến 15 điểm. A băng 2 điểm. Băng 2 điểm ha. Dạ. Dạ dạ. Ba chai nước á. Ai uống nhiều. Xu quá xui rồi. Rồi em đặt cho gà gì em nhập vô cái nữa là em muốn được 2 điểm nữa. Hôm nay giao lưu với anh Tài cơ mới nha. Quá đẹp, 1 điểm. Rồi, 1 điểm nhiều quá thôi. Trời ơi, thiếu nữa. Không thiếu nữa là hai rồi đó. Quá đẹp ơi, một. Hộp ơi kìa, hộp nữa là hai. Hoài luôn đi cho có thấy cái gai. À, lọc dậu luôn. Một. Một nữa là ba. Không có nhượng đâu, lại cơ em vậy đó. Rồi, một nữa bốn. Đường sao mất mờ, đánh cho sữa cơ luôn. Cái này ăn bi hoài tính. Hai điểm.
Hai nữa, sáu. Này a băng đi bê đi mới ra a luôn rồi hay vậy đánh cúc mà ra a luôn gồ gồ xin lỗi cả nhà ơi. Điện mạnh của gà thấy không? 4, 6. Nhờ cái ghê nè. Ủa, chạy luôn hả? Một đỏ không đá là đẹp rồi. Nó tận nguyên con luôn nữa. Một nữa, bảy, bảy bốn. Chút nữa đi. Ôi trời ơi, kêu chút nữa quá trời luôn rồi. Chết tôi là trời. Đánh năm băng về mà đợi. Chết cơ. Ra băng luôn. Gì vậy ta? Trời ơi. Đánh đường này cho nó chắc cho đánh người ghét rồi mất công khiến cho nó dư nữa. Rồi nhưng thiếu luôn. Một. Rồi đánh nhìn cô là chưa bỏ nha, chưa bỏ nha. Một nữa, tám, tám bốn. Quá.
con, mới thấy bữa nay được nạo một cái một điểm kéo đỉnh quá là đỉnh rồi. Ờ, chứ từ đó giờ đâu có nạo được cho đó đâu. Tay đánh luôn. Đánh đỏ cũng được, đánh vàng, đánh trắng cũng xong. Trời ơi. 1 nữa 5, 5 8. Nè, xui không? Ô, xui thiệt. Quá. Hiểu rồi, đẹp gì nói nữa. Không yêu là đẹp rồi. Một. Ô, quá đẹp. Ô, 1 nữa 9. 9 5. Không chứ bất hồng cái này à, chứ bắt tài ghét này nó sợ lộn. Bất hồng mà còn bắt đó dễ. Còn chạy là còn điểm. Chết luôn. Móng nữa không được. Chín năm mươi cả nhà, nghiêng về anh tài. Quá hay rồi. 2 điểm. Trời ơi, nhắm dậu thôi chứ không biết số đâu. Đá là lụm lên ngay đầu là 2 nữa 7, 7 9. Chín bảy nghiêng về cho anh tài sao bằng hả? Đường nữa rồi.
Ừ, thích chơi, một đếm. Xong mừng trời. Trời ơi. 1-8, 8-9. Chỗ là chúng xuyên luôn. Dạ. Nó không nữa. Tôi nói nước cho em đổ. Đổ chai nha. Đây không? Cái gì tôi còn đừng nói chai đó. Tại ông nó được thì tôi chơi à. Nhờ đá chúng luôn. Trời ơi. Dư gấp phê rồi. Ơi mấy cái này. Sát băng nữa. Trời ơi. Em thấy là em phải thôi đó. Em cũng thôi luôn. Lắc vô nữa. Rồi thiếu may mắn. Đẹp quá. 2 điểm. Quá hay rồi. Ta băng là nghệ không cái gì đó. Hên nhầm trái hên thôi. Trời ơi quá vậy. 2 nữa, 10, 19, qua mặt điểm. Quá rồi. Thôi nói để đầu đánh đã sửa cơ. Dừng luôn. Đánh nói để đầu đánh đã sửa cơ để phơi dày như một đống. Nhớ sụp nghịch luôn. Cái này một dở lắm luôn á trời. Chứ đâu phải nói chúng mà dễ. Nó thì nó vô giò gà đó mà ai biết đường đâu.
Trời ơi. Đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, đá nữa. Hai điểm. Thấy không? Hai nữa, 12. Bị đá hơi nữa. Không đá là trúng. Nó đánh hơi dày rồi. Đánh mỏng nữa đó. Nữa đánh được mỏng nữa đó. Mấy hạ cúp gì? Cúp à? 12-9 nha cái nhà. Quá hợp lý. Rồi nó không ấp, ăn ấp phơi. Đường xa mắc mờ đánh như chịch lỗ, chịch mép. Rồi dư mỏng luôn. Coi giùm em với anh cu. Một. Có 15 mà. Trời ơi xui nó. Một nữa 13. 13 9. Rồi vừa tới luôn. Đánh rồi à, được điểm rồi. Anh chắc chắn á. Rồi bị sực luôn. Bị sực dậu. Đúng nè. Coi rồi, đúng nè. Nó trúng mà. Thôi vậy. Tới bò nữa mà vẫn chơi được không? Xui xui, chôm chôm. Rồi em vậy sao đánh? Ôi dạ. Hơi mỏng. Rồi vô sườn luôn. Rồi, nó 9 giờ rưỡi giờ tới về 1 giờ luôn. Một. Mày biết đâu mà cãi đi, mình có nóng bảo hiểm mà mình sợ gì? Con cái tao không đem bằng theo thôi. Một, một nữa 10. Ủa, xin lỗi, lại mà nó
nó đợi mà nó không đem giấy tờ, kiểu thấy lạ lạ, người ta hỏi chứ mà. Rồi thiếu chạy luôn. Chạy quá. Canh mỏng lắm mà banh không nổi. 10, 13. Nát bằng quá. Chai đó nó dễ bị trúng được ghét đó. Nhỏ luôn. Sườn mà quánh té nhậu luôn. Kéo hai lá, cái hai lá phải trên không vậy. Ờ, hùng trái trời. Rồi để sườn nó luôn. Đánh sổ đỏ đó mà thôi, nhưng hụt cái đỏ luôn. Để nhậu nữa kìa. Hai trái thì gan luôn. Hay quá. 1. Xong rồi. Thôi mất tay anh Tài ơi. Rồi vậy là xếp bây giờ ba băng này tính ở thắng anh Tài nha. Nhà cái nhà thấy xếp bây giờ ba băng này hay hấp dẫn. Rồi tìm nhận tính đi gì với anh em bởi che một like một subscribe nha. Cái một chuông thông báo nha. Để tìm nhận tính đi gì đang nhận xếp bây giờ ba băng hay hấp dẫn. Cái nhà xem thư giãn những giờ là người mình nói nha. Rồi cảm ơn cái nhà. Bye cái nhà.